Alo, alo, bưởi miền Tây xin chào quý bà con cô bác. Hôm nay bưởi miền Tây sẽ giới thiệu đến quý bà con cô bác lô nền thổ cư 63 m², tọa lạc tại 73/16/46 đường Nguyễn Trãi, thuộc quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Từ vị trí căn nhà này đi ra phố thời trang đường Nguyễn Trãi của thành phố Cần Thơ chưa tới 5 phút đi bộ nha quý bà con cô bác ơi. Và đây là căn nhà của mình nè, nhà tọa lạc tại trung tâm thành phố Cần Thơ luôn, mà có một ngôi nhà nó hơi nát nát nhưng mà nó đã được hoàn công rồi nha quý bà con cô bác ơi. Quý bà con cô bác mua nền có thể về sửa chữa lại đây ở nha. Pháp lý ở đây là sổ hồng hoàn công, diện tích nhà và đất đều 63 m², hướng là hướng đông nam, lộ giới trước nhà của mình là 4 m, giá bán là 2 tỷ 100 triệu đồng, nay chủ giảm giá còn có 1 tỷ 680 triệu đồng còn thương lượng nữa nha quý bà con cô bác ơi. Quý bà con cô bác quan tâm đến căn nhà này vui lòng liên hệ với bưởi miền Tây để được tư vấn chi tiết hơn nha. Và đây là con đường vô nhà mình nè, trước nhà mình thì rộng 4 m. Quý bà con cô bác có nhu cầu ở ngay trung tâm thành phố Cần Thơ luôn, với số tiền chưa đến 1 tỷ 7 thì không thể bỏ qua căn nhà này nha. Xin mời quý bà con cô bác tiếp tục tham quan ngôi nhà nha.